thi trượt. Linh này, tốt nghiệp cơ sở rồi, cậu định thi trường nào đấy? Có lẽ tớ sẽ thi vào trường chuyên thành phố, nghe nói ở trên đó môi trường đào tạo rất tốt. Đã học ở đó rồi, thi đại học hầu như đỗ cả. Ừ, tớ cũng định thi vào đấy, cả nhà ai cũng ủng hộ tớ thi chuyên. Cậu cũng thi chuyên à? Ừ, bố mẹ tớ nói rằng chỉ có thi trường chuyên thì mới chắc vào đại học, mà có đỗ đại học thì sau này mới có tương lai. Ừ, tớ cũng nghĩ thế. Chắc chắn rồi, tớ có bà chị họ, cũng học trường chuyên thành phố. Năm ngoái chị ấy được nhận học bổng toàn phần, giờ đi du học rồi. Thật á, thích nhỉ? Vậy thì mình phải cố gắng thi đỗ mới được. Đúng rồi, bọn mình cùng cố gắng nhé, đồng ý. Thưa mẹ, con mới về. Hôm nay học hành thế nào hả con? Cũng sắp thi tốt nghiệp rồi đó. Dạ, mẹ ơi, con định tốt nghiệp xong sẽ thi trường chuyên thành phố. Vậy hả? Sao con lại muốn thi vào trường chuyên? Con nghĩ trường chuyên chắc chắn là nơi học tập tốt nhất. Vả lại con thích viết văn, thích được trở thành nhà văn, nên con sẽ thi chuyên văn mẹ ạ. À? Nhưng thi vào trường chuyên không dễ đâu con à. Nếu không chắc thì con có thể chọn trường khác mà. Mẹ cứ yên tâm, nhất định con sẽ thi đỗ. Con sẽ chăm chỉ học để đạt điểm cao trong kỳ thi. Vậy thì con phải cố gắng lên, mẹ sẽ luôn ở bên con. Nhất định phải vào được chuyên văn. Hôm nay mình sẽ cố gắng hết sức để làm bài thật tốt. Một tháng sau. Linh à, con sao vậy? Sao lại khóc? Mẹ ơi, con bị trượt rồi. Thôi con, chỉ là không đỗ trường chuyên thôi. Con có thể thi trường khác mà. Không đỗ trường chuyên thì coi như hỏng hết rồi. Không học ở trường chuyên, con sẽ không thể thi đỗ đại học và chẳng làm gì được cả. Thôi nào, con có thể học trường ở gần nhà, đâu thiết phải là trường chuyên. Hơn nữa, con thấy đấy, chỉ có một số trường là trường chuyên thôi. Ngoài ra còn cả trăm ngàn trường khác cơ mà. Sao con lại có suy nghĩ tiêu cực như thế? Mẹ chẳng hiểu gì hết. Không đỗ trường chuyên là hỏng hết rồi. Ờ kìa, Linh, Linh, con bé này. Ôi, em xin lỗi. Cuốn sách này. Ôi, chị chính là nhà văn Hạ My à? Em rất ngưỡng mộ chị, những câu chuyện chị viết rất hay à? Ừ, cảm ơn em, nếu em thích thì cuốn này chị tặng cho em đó. Ôi, thật à, em cảm ơn chị giỏi thật đấy. Em cũng ước mình có thể viết văn như chị. Vậy hả? Mà sao em trông có vẻ buồn thế? Nhưng giờ thì mọi thứ đã kết thúc. Em vừa bị trượt vào trường chuyên văn à? Ôi, thế thì đã có gì phải buồn hả em? Chị cũng có được học chuyên văn đâu. Thật vậy à? Một nhà văn nổi tiếng như chị sao có thể không học ở chuyên văn chứ? Đó là thực tế. Đương nhiên, nếu người ta được học ở một ngôi trường có môi trường tốt thì sẽ có điều kiện học tập tốt hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể thành công hoặc là không thể thực hiện được ước mơ của mình em à. Văn chương, nghề viết đòi hỏi ở người ta nhiều yếu tố khác nữa như năng khiếu, khả năng cảm thụ, vốn sống, sự rung động của trái tim. Những điều đó chỉ học trên trường không đủ. Người ta phải rèn luyện, trau dồi trong cuộc sống. Mà cuộc sống luôn có tất cả em à. Thành công không phải đến từ một con đường mà từ trăm nẻo. Trường chuyên cũng chỉ là một bước đệm để giúp em đi đến thành công thôi. Nó không phải là yếu tố quyết định, nhất là nghề viết lách như em mơ ước. Em hãy cố gắng lên, hãy tin là vậy em à. Vâng, em cảm ơn chị. Em hiểu rồi ạ, em sẽ cố gắng. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa, già láng mịn. Ngọn nến sáng nhất. Anh à, anh mặc áo xong thì ra ngoài ăn chút gì cho ấm bụng nhé. Thôi em à, anh phải đến công ty vì có họp vào buổi sáng. Em dọn sẵn rồi. Đã bảo là anh không còn thời gian mà.
Anh à, tối nay về nhà ăn cơm nhé. Em nấu món canh rêu mà anh thích đấy. Anh, may quá. Hôm nay bận rộn, nhưng cũng ký xong mấy cái hợp đồng với đối tác rồi. Ừ, may mà có em hỗ trợ. Vậy anh thưởng cho em gì nào? À, hay là tối nay anh mời em đi ăn tối nhé. Tối nay ư? Ok em. Cô ấy thật đẹp, lại còn trẻ trung, thông minh nữa. Anh Hùng, anh Hùng, sao cứ nhìn em chằm chằm như vậy? Không, tại em đẹp quá. Đã gần 12 giờ rồi cơ à. Anh về lâu chưa? Sao em không vào giường nằm, lại ngồi đây ngủ thế hả? Em ngồi đây đợi anh về. Anh đã ăn gì chưa? Anh đi bàn công chuyện với đối tác. Em ăn chưa? Em chưa ăn. Lúc ngồi đợi anh thì ngủ quên mất. Em ăn đi, muộn quá rồi. Đói quá là đau dạ dày đấy. Em không sao mà. Anh à, sao giờ này anh vẫn chưa đến công ty vậy? Chết thật, đã 10 giờ sáng rồi. Anh đến đây. Đêm qua em ngủ ngon chứ? Vâng, em đã có một giấc mơ rất đẹp về anh đấy. Thôi nhé. Hẹn gặp lại em ở công ty sau. Anh ăn chút gì đi nhé. Thấy anh mệt mỏi nên em không đỡ đánh thức dậy. Em về quê gấp, bà nội cô Bi bị ốm. Anh thu xếp công việc rồi về ngay. Đi đường anh nhớ lái xe cẩn thận nha. Mẹ con sao rồi hả bố? Mẹ con đỡ rồi. May quá, có Cai Ngân vợ con, nó nhanh nhẹn nhờ được thầy thuốc tốt về tận nhà để giúp mẹ con. Thế à? Bố mẹ thật tốt phước, có được đứa con dâu như thế. Một mình nó lo liệu sắp xếp mọi việc bên cạnh mẹ con từ lúc về tới giờ, không dời nửa bước. Không hiểu sao hôm nay lại bị cắt điện thế này. Hùng, hai cha con mình ra ngoài sân uống nước, nói chuyện cho nó thoáng nha. Vâng, để con vào thắp cây nến cho sáng. Hùng, dạo này vợ chồng con có chuyện gì phải không? Sao tự nhiên bố lại hỏi như vậy? Mấy hôm nay bố cứ thấy vợ con nó buồn buồn. Có lúc ngồi chăm mẹ con, nó còn khóc nữa. Bố, con trót yêu say đắm một phụ nữ. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, trong lòng con rất dằn vặt. Con thấy có lỗi với vợ con. Thế bố hỏi, con hãy trả lời thật lòng. Con còn yêu vợ con không? Con cũng không biết nữa. Vợ con... Cô ấy không có gì để chê trách. Vợ con khiến con rất cảm kích. Con rất mâu thuẫn. Vậy con trả lời xem, ngọn nến và vì sao kia, cái gì sáng hơn? Dạ, tất nhiên là ngọn nến sáng hơn ạ. Tại sao? Dạ, tại ngọn nến ở rất gần, ngay cạnh con. Còn ngôi sao kia chẳng biết sáng đến thế nào, nhưng nó rất xa xôi. Ánh sáng tới được chỗ này vô cùng yếu ớt. Đúng, những người phụ nữ bên cạnh con cũng vậy. Khi con cảm thấy yêu thương, để người đó bên cạnh con, để tâm nhìn ngắm người đó, con sẽ thấy người đó thật đẹp, thật tỏa sáng. Còn nếu con để họ ở thật xa như ngôi sao kia, thì con sẽ không cảm nhận được ánh sáng và vẻ đẹp của họ đâu. Hãy xác định ai là người quan trọng hơn trong cuộc đời con. Hãy tiến đến gần người ấy, trân trọng, yêu thương. Còn tình cảm say nắng một chút của con với cô gái trẻ kia, bố tin chắc rằng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, xa vời vợi mà thôi. Bố! Con à, vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi lúc nọ lúc kia. Khi những tình cảm bồng bột của tuổi trẻ dần dần đi qua rồi á, con sẽ thấy mình cần biết bao là sự tôn trọng, yêu thương và quan tâm đến nhau.
đó mới tạo thành gốc rễ của hạnh phúc, chứ không phải là những cảm xúc nhất thời đâu. Bố, con hiểu, con sẽ không làm điều gì có lỗi với vợ con đâu bố ạ. À. Người dẫn đường thân thiết. Lizzy, hãy lấy nó đi nào. Nào, hãy tới đây, Lizzy. Nào, Lizzy. Lizzy, mày bị sao thế? Rất tiếc, võng mạc của chú chó đã bị thoái hóa, kéo dài lâu ngày, dẫn đến tình trạng bị mù. Bị mù ư? Nào, làm quen đi nhé. Đây là Max, cậu bé sẽ đến ở với chúng ta. Còn đây là Lizzy, chú mày ở đây chơi nhé, ta phải đi đây. Khu vườn đẹp thật, lại còn rộng nữa chứ. Này, cậu ra đây chơi đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Này, cậu, đừng có làm phiền tôi. Trời đẹp như vậy, cậu đừng ngủ nữa, hãy ra kia chơi cùng tôi đi. Đã nói là đừng làm phiền tôi cơ mà. Mù lòa như tôi thế này, đến đường đi còn không nhìn thấy, thì còn chơi gì chứ. Cậu bị mù ư? Nào. Cậu chủ mang Lizzy đi đâu thế? Max ở nhà nhé, ta đưa Lizzy đi ra ngoài một lát. Cậu ấy đưa Lizzy đi đâu mà lâu về thế không biết. Cậu chủ và Lizzy đã về rồi. Lizzy đâu rồi? Mày hỏi Lizzy sao? Một người bạn của ta đã nhận nuôi Lizzy, nên ta đã đem Lizzy đi rồi. Lizzy sẽ được nuôi nấng tốt thôi. Max, đến giờ ăn tối rồi. Quái lạ, nó đâu rồi chứ? Nó đi đâu được nhỉ? Max, mày ở đâu? Là của Max đây mà. Liệu có phải nó nhớ Lizzy quá mà đi tìm không nhỉ? Max, Lizzy. Tớ thật sự xin lỗi. Có lẽ tớ nên mang Lizzy về. Vì thiếu Lizzy mà Max đã bỏ ăn bỏ uống để tìm đường đến đây. Lizzy cũng chẳng thiết ăn uống gì cả, cứ ủ rũ suốt ngày. Tình bạn của chúng thật đáng quý. Tớ cũng nghĩ là không nên tách chúng ra. Chúng thật sự nên ở bên cạnh nhau. Hãy theo tôi nhé, tôi sẽ dẫn bạn về. Về ngôi nhà của chúng ta nào. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, Mụn Rơi Xa và Láng Mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!